Cái thứ ba nữa là biểu cảm của khuôn mặt. Đấy, biểu cảm của khuôn mặt tức là gì ạ? Những cái hỉ nộ ái ố. Ví dụ như là mình buồn quá, mình nói mình buồn quá, hoặc là mình tức giận. Không thể nào, không nào chịu được, nhất là tức giận. Đấy. Ngôn ngữ cơ thể chiếm 55% cái thông điệp mà chúng ta truyền ra cho người khác. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta nói một lời ngọt ngào, một lời nhẹ nhàng, nhưng mà với một cái thái độ rất là hậm hực, rất là bực bội, rất là khó chịu. Thì người ta sẽ nghe được cái lời ngọt ngào hay là chúng ta sẽ nghe được cái lời mà hậm hực khó chịu ạ? Đúng không ạ? Chúng ta rõ ràng là chúng ta nghe được hay chúng ta cảm nhận được cái gì ạ? Cái ngôn ngữ cơ thể của người khác. Vì vậy là gì ạ? Là ngôn ngữ cơ thể mới là cái thứ chính xác hay là cái thứ mà quan trọng nhất khi mà gì ạ? Khi mà chúng ta truyền đạt một cái thông điệp gì đó. Khi mà chúng ta giận dữ thì chúng ta không thể nói những lời yêu thương với một cái khuôn mặt giận dữ được, đúng không ạ? Đấy, chúng ta không thể nào nghiêm túc với một cái bộ mặt mà nó lại cợt nhả được, đúng chưa ạ? Đó. Vì vậy là với cái chuyên gia đào tạo online như thế này thì chúng ta tập trung vào cái hình thể về ngôn ngữ cơ thể như thế nào. Chúng ta biết là ngôn ngữ cơ thể thì nó rất là quan trọng trong cuộc sống, từ cái bắt tay, từ cái đi đứng, từ cách nói, cách cười. Đấy. Tuy nhiên với một cái lớp về chuyên gia đào tạo nhưng mà lại online thì chúng ta làm sao ạ? Hầu hết là chúng ta chỉ nhìn từ giữa lên đến trên đỉnh đầu thôi. Cho nên là gì ạ? Làm sao ấy để chúng ta có một cái khung hình to đẹp nhất để mà chúng ta khua tay chân một cách thoải mái, được chưa ạ? Đó. Và vì tập trung để giúp chúng ta gì ạ? Có một cái biểu cảm khuôn mặt một cách tốt nhất, đúng không ạ? Thế thì việc đầu tiên để làm điều này thì đó là chúng ta phải chỉnh lại khung hình của mình. Anh chị em chỉnh lại khung hình, nếu như mình đang có một khung hình chưa chuẩn thì vui lòng chỉnh lại. Ví dụ như là Thu Hà thì cho camera ra xa một chút. Camera xa ra một chút, đúng rồi. Đấy. Khi mà mình ngồi với vai trò là mình là người chủ giảng thì mình đặt mình vào giữa cái camera, anh chị em nhé. Mình đặt mình vào giữa camera. Đấy. Mình đặt mình vào giữa camera. Đó. Em chưa bỏ xuống. Đấy. Bỏ xuống là đỡ rối mắt. Rồi. Những anh chị em nào mà đang có cái hình nền ảo ấy thì mình dùng cái hình nền mờ ấy, mình đừng để cái hình nền là cái mặt mình nữa. Đấy, cái đấy là cách để đối phó khi mà vào các Zoom khác thôi. Vào Zoom này mình để cái hình nền mờ, đúng rồi, giống chị Giang Nam ấy. Tức là mình không muốn mọi người nhìn cái hình nền phía sau của mình ấy, thì mình để làm cái hình nền mờ. Đấy, hoặc là cái hình nền tủ sách giống như Minh Khôi là rất là ok này. Đấy, Hiền Thơm có thể làm cái hình nền mờ nhé. Lê Dung cũng chuyển sang hình nền mờ. Bởi vì khi mà em đặt cái hình nền mà có hình mặt mình ở phía sau ấy, xong lại che che lấp lấp ấy, giống như có thằng nào ấy, có đứa nào đang đứng sau lưng mình nó nhòm ấy, nó rất là buồn cười. Đấy, nó thiếu sự chuyên nghiệp, đúng không ạ? Đấy. Chị Thể, nếu mà được ấy thì mình xoay cái điện thoại ra, xoay cái điện thoại ngang ra thì cái khung nó rộng hơn. Đấy. Chị Giang Nam đưa cái phần trên đầu của mình ấy nó thấp xuống, mình để phần đầu cao quá, được nhỉ? Đấy. Ok nhá. Đấy, rồi anh Xuân Thủy là ok rồi này. Cao Ngọc Tú ok rồi này. Nguyễn Loan thì ánh sáng thiếu, không đủ ánh sáng. Em có thể xoay ra ngoài hoặc là bật thêm đèn lên. Đấy, mình đã là học rồi thì mình làm cho nó đúng đi. Bây giờ mình học mình làm có không đúng thì sau lúc sau làm sao đúng được, đúng không ạ? Đấy. Võ Đặng Thanh thì có cái nền nó rất là ok rồi. Tuy nhiên cái cam nó hơi cao và đèn vẫn hơi sáng, nó vẫn hơi thiếu hơn chút. Góc của Thanh thì rất ok rồi, nhưng mà bật thêm đèn. Rồi. Rồi thì Cao Hoàng Mỹ có cái đèn phía sau ấy, nó chói, nó sẽ làm người nhìn sẽ cảm thấy nó không được đấy. Ok, Võ Thanh ok rồi. Rồi, đấy, mình chỉnh từng ly từng tí một như vậy nhá. Thu Hà nếu mà được thì bật thêm đèn hoặc bố trí thêm đèn. Đấy, Huy chưa bật thêm đèn. Đấy, bật thêm cái đèn phát nó sáng khác hẳn này. Đấy, thấy chưa? Anh chị em thấy không? Khác hẳn nha. Ừ. Rồi, bạn Đình Phương là bạn nào nhỉ?
hình như là không không học, chưa học cái lớp này bao giờ. Hello Đình Phương có học không? Nếu mà mình bận thì mình có thể không tham gia nếu mà mình bận nhá. Tuyết Phong có tham gia được không em? Tuyết Phong ơi, vừa mới ngủ dậy sao? Em có. Ai đấy? Em có. Thu Hà. Vâng ạ, ờ sáng rồi nhưng mà sáng một nửa bên mặt thôi. Em xoay cái máy tính ra cái chỗ mà có ánh sáng đẹp. Cái máy tính em có xoay được không? Camera, cầm cái camera xoay. Xoay một chút, xoay chút nữa, xoay một chút nữa, xoay người chút nữa. Xoay ra phía chỗ cái ánh sáng hoặc đưa cái đèn ra phía trước mặt mình. Đưa cái đèn ra phía trước mặt mình. Chuyển cái đèn ra phía trước mặt được không? Chuyển rồi ạ. Chuyển hết cỡ đi, mà nó vẫn bị sáng một nửa bên mặt này, nó sẽ không được ấy đâu. Đấy. Chị Ngọc Mỹ thế, cái mặt mình nó bị tối. Mặt mình bị tối. Đó. Học qua lớp này rồi mà vẫn không biết cách để làm ấy thì đừng có làm. Bởi vì sao ạ? Mang tiếng. Bảo mang tiếng học lớp ông Huy rồi xong cùng vẫn thế này thì chứng tỏ chất lượng đào tạo của ông Huy có quá kém. Đúng không anh chị em? Đừng để Huy mang tiếng. Được chưa thầy? Ok hơn rồi em. Tức là nó sáng nó đều hơn. Đấy, lúc nãy là nó tối đều, bây giờ nó sáng đều. Đấy, rồi ok. Đấy. Chị Ngọc Mỹ nếu được thì mình quay người lại, mình cầm điện thoại. Đấy. Không quay được à? Không quay được à? Một cái đèn này thôi. Có mỗi một cái đèn đấy thôi à? Thế thì việc của chị đấy là sẽ mua thêm cái đèn nữa, đèn bàn đấy. Chị mua cái đèn bàn này. Được không ạ? Cái này là cái gọi là đầu tư cho công việc. Mua cái đèn bàn. Cái phòng khác thì có, nhưng mà phòng này không có. Chị có cái đèn bàn nào trong nhà chị có không? Chạy đi về, chạy đi lấy cái đèn bàn. Đấy. Đúng rồi, Nguyễn Loan ngồi dựa, ngồi gần cái bức tường ấy, đừng dựa nhá. Dựa vào nó bị bóng. Đấy, đừng dựa. Đấy, ngồi gần thì được nhưng đừng dựa. Để mặt mình vào giữa cái camera đi, đẩy mặt mình vào giữa camera đi. Rồi, ok. Tốt rồi đấy. À, Nguyễn Thúy cho mặt vào giữa nha. Nguyễn Thúy cho mặt vào giữa khung hình nhá. Giữa khung hình. Bây giờ mình đang là đào tạo, bởi vì sao ạ? Mình còn khua tay mà. Nếu như mà mình không đưa vào giữa, mình khua tay mọi người sẽ không nhìn thấy mình. Đấy, không nhìn thấy. Ở đây là mình chém mà, đúng không? Diễn giả là phải chém, phải diễn. À. Ok nhá. Đình Phương có tập trung được không? Rồi. Cái khung hình của Cao Ngọc Tú thì cân rồi đấy, nhưng mà thêm ánh sáng nữa thì đẹp hơn. Em có thêm ánh sáng được không? Rồi, ok, good rồi đấy. Đấy, mình đã là gọi là chuyên gia thì mình phải làm sao cho nó chuẩn nhất, đẹp nhất. Mặt mang tính chất cũng tương đối thôi, cũng không quá khó tính đâu, nhưng mà nhìn mà nó không ấy thì nó khó chịu lắm. Cho vào giữa, Nguyễn Loan cho vào giữa, cho khung hình vào giữa. Và từ sau nhá, từ sau anh chị em khi mà vào ấy, anh chị em tự chỉnh cho nhau, đúng không ạ? Nhiều khi mình quên ấy. Đấy, thì nhiều khi mình quên thì anh chị em tự chỉnh cho nhau, được không ạ? Anh chị em ok, sẵn sàng chưa ạ? Ok nhá, giơ ngón tay cái lên nếu mà anh chị em ok. Rồi, thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học về ngôn ngữ cơ thể. Thì chúng ta biết được cái lý do tại sao chúng ta phải sử dụng ngôn ngữ cơ thể rồi, đúng không ạ? Huy không cần nói lại nữa. Nó quan trọng như thế nào thì Huy không nói lại nữa. Thế thì Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cái điều gì ạ? Ôi, chị nghe này. Huy hướng dẫn anh chị em đó là làm thế nào để chúng ta có một cái ngôn ngữ cơ thể thực sự là hấp dẫn khi mà chúng ta gì ạ? Chúng ta lên mic, đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta chỉ nói như này thôi thì mọi người sẽ rất là nhanh chán, nhanh buồn ngủ. Vì vậy là chúng ta phải có gì ạ? Với cái phòng Zoom như này thì anh chị em thấy là chúng ta chỉ có hai thứ để mà cuốn hút, thực sự cuốn hút. Một đấy là gì ạ? Giọng điệu, ngữ điệu của chúng ta. Thì chúng ta đã học cái hôm trước rồi, đúng không ạ? Chúng ta đã làm bài tập, chúng ta đã thực hành rồi, đúng không ạ?
Cái thứ hai nữa, đấy chính là gì ạ? Chính là ngôn ngữ cơ thể chúng ta. Thế thì ngôn ngữ cơ thể chúng ta sẽ có những cái thứ gì ạ? Cái thứ nhất, đấy là ánh mắt. Hôm trước Huy có hướng dẫn anh chị em là ánh mắt là nhìn vào đâu ạ? Nhìn vào đâu ạ? Nhìn vào cái ống kính camera. Nhìn vào cái camera. Đúng không ạ? Đấy. Cái nếu như mà chúng ta nói chuyện trực tiếp hoặc nếu mà chúng ta đứng ở hội trường thì việc của chúng ta đó là gì ạ? Là đảo mắt và gì ạ? Nếu như mà chúng ta nói chuyện trực tiếp một một thì chúng ta nhìn thẳng vào mắt của cái người đối diện. Đấy. Còn nếu mà chúng ta muốn kết nối với khán giả thì chúng ta gì ạ? Nhìn vào camera nếu mà online. Đúng không ạ? Và ngày xưa ấy, khi mà Huy luyện tập cái bộ môn này ấy, là Huy phải luyện tập bằng cách là gì ạ? Nhìn thẳng vào mắt của người đối diện. Và khi mà Huy nhìn vào mắt của người đối diện ấy, thì thứ nhất mình luyện được một cái tinh thần, một cái ý chí nó mạnh hơn. Cái thứ hai nữa ấy, là mình sẽ nhìn thấu được người khác. Đây là cái điều rất khó anh chị em nha. Không hề dễ tí nào. Anh chị em tưởng tượng này, mình sẽ luyện tập cái bài này bằng cách sau, đó là gì ạ? Chúng ta đi ra ngoài đường hoặc là ở trong nhà chúng ta nhìn vào mắt của người khác trong vòng 5 giây. Bình thường mọi người không hay nhìn vào mắt nhau. Bình thường mọi người không hay nhìn vào mắt nhau đâu. Bởi vì sao ạ? Họ ngại. Đúng không ạ? Bình thường chúng ta dễ khi nhìn vào mắt nhau. Bây giờ phải luyện. Đấy, ví dụ như là Huy đi luyện ấy, là Huy vào thang máy, là Huy nhìn vào mắt cái người trong thang máy ấy. Mình nhìn 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây. Đến 5 giây tự nhiên thì người ta gì ạ? Người ta đảo mắt ra người ta nhìn mình. Tự nhiên nhá, kể cả người ta không người ta thấy nhột nhột, người ta nhìn mình. Người ta nhìn mình như sao ạ? Mình mỉm cười, mình cười cái xong mình quay đi. Thế thôi. Mình cũng không cần phải nói chuyện, không cần phải bắt chuyện, mình không cần phải vô vập làm gì cả. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà chỉ đơn giản đấy là mình luyện tập mắt của mình thôi. Đấy, nhìn vào mắt người khác trong vòng 5 giây. Còn nếu như anh chị em mà nào mà nói chuyện đối diện với Huy như này ấy, thì Huy thường mà nhìn vào mắt, nhìn thẳng vào mắt để làm gì ạ? Để Huy thấu hiểu, Huy lắng nghe và Huy đọc được suy nghĩ, là đọc vị của người khác bằng cách việc mà nhìn vào mắt. Và có rất nhiều người không dám nhìn thẳng vào mắt Huy. Và những người đấy thường là những người họ đang muốn giấu giếm điều gì đó, hoặc là họ đang không tự tin. Họ không tự tin hoặc họ đang muốn giấu điều gì đó, họ đang có cái điều gì đó không muốn nói ra, cho nên họ sẽ không dám nhìn vào mắt Huy. Đó. Và đây là một cái điều mà Huy thấy rằng là rất là quyền lực luôn. Và rất nhiều người cảm thấy rằng là rất là lạ khi mà ông này ông cứ nhìn thẳng vào mắt mình. Đó. Nhưng mà thực ra cái điều đó làm cái quá trình mình luyện tập thôi. Đúng không ạ? Cho nên ánh mắt của mình ấy là vô cùng quan trọng. Người ta gọi là ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn. Cho nên việc của chúng ta đó là gì ạ? Liên tục nhìn vào những cái, nếu như mà chúng ta không muốn nhìn thẳng vào mắt thì chúng ta hãy nhìn vào cái sống mũi này. Đấy, nhìn vào cái sống mũi của dạ của cái người đối diện ấy, thì họ cũng cảm giác như mình nhìn vào mắt của họ. Đó. À, còn nếu như chúng ta đào tạo thì chúng ta phải nhìn thẳng vào camera. Đúng không ạ? Thứ nhất đây là ánh mắt. Cái thứ hai nữa mà rất là quan trọng ở trong khuôn mặt của chúng ta, đấy là cái gì ạ? Đấy là nụ cười. Cái miệng của mình. Anh chị em thấy khi mà mình ngồi im mình nói như này thì mọi người nhìn vào gì ạ? Nhìn vào miệng. Cái miệng của mình mà không mấp máy ấy, thì họ bảo là gì ạ? Anh ơi, anh bị đơ rồi, chỉ nghe thấy mỗi tiếng không nhìn thấy hình. Có đúng không anh em? Đấy, ví dụ như Cao Ngọc Tú cười kiểu này là tưởng là bị đơ đứt mạng rồi. Đấy, mình ngồi này. Anh em tưởng đứt mạng đúng không? Đó. Thì đây vì sao ạ? Bởi vì là khi mà chúng ta đào tạo ấy, thì đôi khi là người ta chỉ nhìn thấy cái miệng của mình thôi. Và nếu như mà mình không mấp máy cái miệng một cách rõ ràng thì làm sao ạ? Thì họ chẳng biết nhìn vào cái gì. Nhìn vào cái gì là họ chỉ nhìn vào cái gì đó nó chuyển động. Họ thích nhìn vào những cái thứ chuyển động. Còn thứ cố định như sao ạ? Họ nhìn mãi chán rồi. Bây giờ anh chị em đào tạo mà cho cái ảnh lên thì có chán không anh em? Đúng không? Cho cái ảnh lên có chán không? Chán luôn. Chẳng buồn nhìn nữa. Đấy. Cho nên là nếu mà chúng ta nói chuyện với một người mà họ cũng đơ ra như khúc gỗ thì anh chị em cũng chán không ạ? Chán luôn. Đúng không ạ? Đấy.
Vì vậy là cái miệng của mình ấy, nó phải mấp máy, nó phải nói, và cái tròn vành rõ chữ nó lại quan trọng ở chỗ này này. Tức là khi mà mình nói tròn vành rõ chữ ấy, thì làm sao ạ? Cái khẩu hình của mình ấy, nó rất là rõ ràng, nó rất là to, nó rất là rõ ràng và nó gì ạ? Nó mấp máy. Và cái chính cái mấp máy này là khiến là cái thứ mà khiến cho mọi người dạ chú ý. Được chưa ạ? Cho nên cái miệng hay là cái nụ cười của mình rất là quan trọng. Ok nhá. Đấy, có hai cái yếu tố quan trọng trên khuôn mặt, đấy là ánh mắt và nụ cười. Cái thứ ba nữa là cái gì anh chị em? Cái thứ ba nữa là biểu cảm của khuôn mặt. Đấy, biểu cảm của khuôn mặt tức là gì ạ? Những cái hỉ nộ ái ố. Ví dụ như là mình buồn quá, mình nói mình buồn quá, hoặc là mình tức giận, không thể nào, không thể chịu được, rất là tức giận. Đấy. Hoặc là mình cảm thấy đáng yêu. Đấy. Cảm thấy đáng yêu. Đấy, kiểu kiểu vậy, đúng không ạ? Hoặc là mình hào hứng, mình mạnh mẽ, đúng không ạ? Hoặc là mình quyết tâm. Đó. Thì tất cả những thứ đó nó sẽ biểu hiện lên khuôn mặt của mình, và nó chiếm 55% cái thông điệp mà mình truyền ra cho gì ạ? Cho những người nghe. Đó là điều này vô cùng quan trọng anh chị em nhé. Đấy. À, với cái nếu mà chúng ta đứng trên sân khấu thì nó có nhiều cái body language hơn, chúng ta còn đi lại, chúng ta còn có những cái này cái kia, nhưng mà với cái đào tạo online như này đó, thì chúng ta đa số là chúng ta dùng khuôn mặt là chính. Cái thứ tư mà chúng ta cực kỳ quan trọng đó là cái gì anh chị em? Đó là đôi bàn tay. Đôi bàn tay ma thuật sẽ giúp chúng ta gì ạ? Tạo ra những cái năng lượng ở trong bài đào tạo. Vì vậy đừng để đôi bàn tay của mình một cách gọi là mất đi tác dụng. Bàn tay là chiếm đến bao nhiêu ạ? Riêng trong ngôn ngữ cơ thể thì bàn tay chiếm gần 50%, tức là trong 55% đấy thì bàn tay chiếm khoảng độ 25% anh ạ. Cho nên là gì ạ? Người ta cứ bảo là các ông diễn giả là hay chém gió ấy, chém chém. Đúng không ạ? Bởi vì sao ạ? Khi họ nói tay họ làm sao? Khua lung tung ấy cả. Thì giống như là chém ấy. Đấy. Thì nó phải như vậy. Tại sao ạ? Bởi vì đấy là cách để thu hút người khác về phía mình. À, anh chị em này, khi mà chúng ta luyện ấy, luyện tay ấy, thì khi mà về phía mình thì Huy chỉ tay về phía mình. Hoặc là Huy nói rằng là gì ạ? Bài học đầu tiên, bài học số 2, bài học số 3, bài học số 4, bài học số 5. À, anh chị em thấy không ạ? Khi mà Huy nói thì cái tay ấy, nó sẽ gì ạ? Ra cái tín hiệu 1, 2, 3, 4, 5. Theo cái gì ạ? Theo cái nội dung, theo cái ngôn từ mà Huy nói. Đấy, mình nói ra. Đấy, được không ạ? Cho nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ luyện về ngôn ngữ cơ thể một cách rất là cụ thể, rất là rõ ràng. Anh chị em sẵn sàng chưa ạ? À, chúng ta sẽ thực hành nhé. Đầu tiên thì sẽ luyện về bàn tay này. Đầu tiên bàn tay về cơ bản là chúng ta đặt song song nhỉ. Anh chị em đặt song song nhỉ. Đó, đặt song song tay nhỉ. Làm đi ạ. Anh chị em làm đi ạ. Hello. Luyện nhá, luyện nhá. Bàn tay đặt nhỉ. Đấy, đúng không ạ? Đấy, rồi mình đưa ra nhỉ. Đưa ra nhỉ. Được chưa ạ? Đấy, xong đưa vào nhỉ. Đưa ra, đưa vào, đưa ra, đưa vào. Mình luyện cho nó quen ấy, luyện cho nó quen. Để sau này khi mà mình nói nào, mình không phải như này nhá, không phải như này nhá, không phải cái cổ tay vật nhá, mà đưa cả cái bàn tay nhá. Khi nào mình nói những cái gì mang tính chất là mở rộng ra thì mình mở cái bàn tay này ra. Được chưa ạ? Khi mà mình nói về bản thân mình thì mình nói đấy ạ, bản thân của Huy, bản thân của tôi. Được chưa ạ? Rồi. Cái tiếp theo nữa là gì ạ? Là nếu như mà mình một tay ấy, thì mình sẽ gì ạ? Mình sẽ dùng một tay. Tức là có những trường hợp mình dùng một tay, đúng không ạ? Đấy, một tay thì nó sẽ có những cái này. Đấy, nó sẽ có những cái động tác này. Đấy, động tác chém nhá. Đấy, động tác chém gió. Đấy, chúng ta học cách chém gió. Ok ạ? Đấy, đưa này, đưa tay như này. Đấy. Xong tay trái. Đó, tay trái. Đấy, tay trái. Tay trái. Tay phải. Đấy, tay phải. Đấy, chúng ta sẽ gì ạ? Cố gắng sẽ quyết tâm đấy. À, khi mà chúng ta dạ, ra quyết định đó, thì chúng ta cứ tập như này nhá. Anh em cứ tập đi, cứ tập nhiều đi. Để làm gì ạ? Để nó thành phản xạ. Khi mà mình nói, khi mà mình nói này, anh chị em thấy, khi mà mình nói, khi mà mình nói, nó theo đúng gì vậy? Khi mà mình nói, anh chị em ạ, khi mà mình nói thì cái tay nó sẽ
khua một cách tự nhiên. Ok chưa? Đấy. Tức là mình nói đến đâu thì tay đập đến đó. Ok không ạ? Tay ấy, nó phải đi cùng với cái miệng, đi cùng với cái ngôn từ của mình, chứ không phải tay khua lung tung. Được chưa? Tay khua cùng với ngôn từ của mình, đúng không ạ? Đấy. Thì khi đó ấy, giống như mình là cái người nghệ sĩ, giống như là mình là người nhạc trưởng ấy, mình người nhạc trưởng ấy, mình khua như này. Được chưa? Và mình phải luyện cái này trước khi mà mình dùng đến nó. Bởi vì sao? Khi mà mình lên mic ấy, là mình không có nghĩ được đâu. Mình không nghĩ là, này tay ơi mình khua đi, ờ tay ơi khua đi. Mình phải luyện trước, mình phải làm cho nó tạo thành thói quen. Bằng cách là gì ạ? Mình cứ làm như này trước. Nào, anh chị em tiếp tục làm đi ạ. Đấy, làm như này. Tay khua nhỉ, tay khua nhỉ. Đấy, chị Mỹ đừng có khua như này. Đừng có khua như cổ tay này trong một cửa nữa. Mình khua cả cái bàn tay này. Đấy, khua cả cái bàn tay này. Khua mạnh lên, khua mạnh lên. Lúc mà tập ấy là phải tập mạnh lên, tập nhẹ thì không ăn thua. Đây là đang tập chém gió, phải tập chém ra gió. Không phải như này, không phải như này, không phải như này. Tập nó phải đúng. À, cái này là hát nước, vứt. Đây là mình khua này, khua này. Đấy, mình khua này. Được chưa? Đấy. Chị Mỹ khua ra đàng hoàng thế nào? Không thì không khua nữa, khua đàng hoàng. Đưa cả cổ tay lên, bỏ cái cổ tay này lên, đưa cổ tay, đưa khuỷu tay lên, đưa khuỷu tay lên. Đấy, đúng rồi. Cũng phải vẩy, cứ để như này, cũng phải vẩy. Làm thì làm cho tới nơi tới chốn. Không làm thôi, làm tới nơi tới chốn. Đấy, Ngọc Cao Ngọc Tú ok này. Rồi. Rồi, bây giờ này gì ạ? Số 1, số 2, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Nào, vừa nói là vừa nói vừa làm nào. 1 2 3 4 5. Ai gửi phòng Zoom ra ngoài mà lại có cả khách mời Bùi Thị Thủy vào Zoom nhỉ? Anh chị em không gửi phòng Zoom này ra ngoài nhá. Phòng Zoom này là mình ngồi mình chém gió mà tự nhiên lại có người vào đây họ bảo bọn này chém gió, còn học chém gió này chết. Người ta không hiểu chuyện gì xảy ra. Được chưa? Đấy, anh chị em tập luyện tiếp đi, tập tiếp. Đấy. 1 2 3 4 5 này. 1 2 3 4 5. 5 xòe cái tay này ra, đừng để như này. Để này chẳng biết là mấy. 5, được chưa? Đấy. Được không? Đó. Thì đấy là gì ạ? Đấy là những cái ngôn ngữ về bàn tay. Đấy, ngôn ngữ về bàn tay. Nó chỉ có mấy tư thế thôi. Nó mấy tư thế cơ bản. Anh chị em luyện mấy tư thế cơ bản xong ấy thì lúc sau ấy nó rất là dễ. Sau tay mình nó sẽ khua rất là dễ. Mình chỉ cần biết rằng cái tay của mình nó phải đi cùng với cái ngôn từ, đi cùng với cả cái ngữ điệu, cái miệng của mình. Được chưa? Khi mình nói về cái miệng của mình thì mình chỉ vào cái miệng của mình. Được chưa? Đó. Và chỉ có một cái lưu ý là hạn chế này. Lưu ý này nhỉ. Rất là tối kỵ nhưng mà có thể dùng với một số trường hợp đặc biệt. Đó. Ví dụ như là chỉ thẳng tay như này, đúng không ạ? Chỉ thẳng tay như này ấy, thì nó sẽ không tốt. Tuy nhiên, một số trường hợp đặc biệt thì Huy vẫn sử dụng. Nhưng mà nhớ anh chị em là khi nào mà ở nâng cấp lên level cao thì hãy sử dụng. Cái này Huy sẽ hướng dẫn sau nhá. Khi nào thì sử dụng cái đấy Huy sẽ hướng dẫn sau. Nhưng về cơ bản đó là gì ạ? Là tránh những cái trường hợp mà chỉ tay trực tiếp như này. Đó, được không ạ? Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái đấy nó sẽ làm cho người ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy không vui, cảm thấy không thích. Có mỗi thế thôi. Đấy, và có những lúc mà mình phải cố tình làm cho người ta không thích mình. À, thì đấy là cái nâng cao. Cái đấy mình tính sau. Đúng không ạ? Về cơ bản nó chỉ có mấy động tác như này thôi. Được chưa? Đấy. Mở tay ra, đóng tay vào, khua tròn tay với các đếm số 1, 2, 3, 4, 5. Đấy. Đúng không ạ? Có mấy động tác như vậy thôi. Rất là dễ. Cho nên việc của chúng ta đó là gì ạ? Học tập những cái cơ bản. Và khi mà chúng ta biết được cái cơ bản rồi ấy, thì những cái nâng cao chúng ta tự nghĩ ra. Đấy. Có những lúc mình nói phải như này. Đấy. Nó lại như thế. Tức là mình phải gì ạ? Mình phải tạo cái năng lượng. Đấy. Thì cái này thì nó phải làm sao ạ? Nó phải tùy vào cái ngữ cảnh. Tùy vào ngữ cảnh. Đấy. Có những lúc mình lại làm như này. Đấy. Thì
cái cơ bản là chúng ta đã học được rồi thì những cái sau ấy nó rất là dễ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi đó tay của mình ấy nó sẽ làm theo cái nhịp điệu. Đấy, chúng ta chỉ cần nhớ tay mình làm theo nhịp điệu thế là được. Còn không quan trọng tay mình đẹp hay xấu hay tốt hay không đâu nha anh chị em nha. Mình cứ luyện đi, mình cứ luyện, ban đầu mình cứ luyện đi. Và lúc sau nó vào form rất là dễ. Đấy, làm nhiều thì nó sẽ vào form rất là dễ. Ok không ạ? Đấy. Cho nên là luyện ba cái động tác tay cơ bản. Đấy, một động tác là gì ạ? Quay tròn như này. Đấy, quay tròn như này. Có thể luyện tay trái, tay phải hoặc là hai tay. Được chưa ạ? Luyện cái luyện tay ra, tay vào, tay ra, tay vào, tay ra, tay vào, tay ra, tay vào. Bên trái, bên phải. Rồi là gì ạ? Hai tay. Mỗi thế thôi. Được không ạ? Đấy. Xin chào anh chị em. Cảm ơn anh chị em đã đến với phòng Zoom tuyệt vời ngày hôm nay. Anh chị em thấy không ạ? Ok nha. Đấy. Ví dụ như vậy. Còn đôi lúc thì chúng ta sẽ để tay như này. Đấy. Đôi lúc chúng ta sẽ để tay như này. Anh chị em sẽ thấy khác không? Hoặc là gì ạ? Nếu mà anh chị em để tay như này, anh sẽ thấy khác không ạ? Rất khác đúng không ạ? Nếu mà mình để tay như này thì làm sao ạ? Cảm giác như là mình đang đóng. Mình đang đóng và mình đang không muốn kết nối và mình đang cảm thấy khó chịu, cảm thấy bực bội cái điều gì đó. Đúng không ạ? Đấy, hoặc là mình quá kiêu ngạo, quá tự tin. Đúng không ạ? Đấy. Thế nên mình mở tay ra như này thì làm sao ạ? Trông nó rất là quyền lực. Anh chị em thấy cái động tác này quyền lực không ạ? Rất quyền lực. Đúng không ạ? Mở hết cỡ nhưng mà đố thằng nào dám nhảy vào đấy. Đúng không? Rất quyền lực luôn. Và người khác phải làm sao ạ? Người khác phải lắng nghe mình. Thể hiện gì ạ? Thể hiện sự tự tin nhưng rất là gì ạ? Rất là có nội lực. Không phải ai cũng sẵn sàng mở ra như này đâu. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ thường có nỗi sợ. Khi nào mình dám mở ra mà mình không sợ nữa thì lúc đấy ấy, thì cái quyền lực của mình ấy nó mới cao. Tức là mình thực sự là có quyền lực ở từ bên trong, hay cái nội lực của mình ấy nó sẽ cao. Cái sự tự tin ấy, cái sự tự tin nó đến từ bên trong thì mình sẽ làm như này. Đối anh chị em làm được. Đối anh chị em làm được. Mở rộng tay ra nào. Võ Quang Thanh, Nguyễn Thúy, Lê Dung, mở rộng tay ra. Đấy, mỉm cười một cách tự tin thế nào. Đấy, Đình Phương nhìn vào camera. Đấy, rồi. Chị Giang Nam, Nguyễn Loan đâu? Thu Hà sao không nhìn thấy tay nhỉ? Đấy, anh chị em thấy không? Khi mà mình dùng cái cam mà nó không đủ cái góc ấy mà mình sẽ không nhìn thấy tay của mình. Mà không nhìn thấy tay của mình thì sao ạ? Thì mình mất luôn 55% về ngôn ngữ cơ thể rồi. Đúng không ạ? Nhìn thấy tay rất quan trọng. Đó. Mình không rộng, không đưa ngực lên phía trước này nhá, không đưa rộng quá như này thì nó thành là khoe ngực rồi. Mình để phía trước nha. Đó. Nó thành một cái đường thẳng chéo như này. Đấy, đúng rồi. Đấy, ngồi tự tin, ngồi cách thoải mái. Ngồi cách thoải mái, không cần gồng. Mình không cần gồng, mình ngồi cách thoải mái. Đấy. Đó, nhìn thẳng. Ánh mắt tự tin, cười mỉm. Đúng rồi, Cao Hoàng Tú làm rất tốt. Rồi. Võ Quang Thanh rộng tay ra thêm một tí nữa. Nguyễn Thúy tay rộng ra một tí nữa, nếu mà được có cái bàn thẳng tay ra. Đấy. Rồi, Lê Dung cười mỉm tự tin lên thế nào. À, Minh Khôi cười lên này. Đấy, Đức Khang cười lên này, cười tự tin là đưa tay ra. Đấy, đúng rồi. Đấy, chị Ngọc Mỹ rất tốt. Đấy. Hiền Thơm cũng làm đi xem nào. Hiền Thơm cười tươi như nào. Đấy. Rồi, Tiết Phong rất tốt. Ok. Nguyễn Loan đưa camera vào giữa. Đưa hình người vào giữa, mình đang bị lệch rồi. Lệch, vẫn lệch, vẫn lệch. Đưa vào giữa, đưa thẳng vào giữa nữa, vào giữa nữa. Đưa người vào giữa. Lại lệch. Đưa người vào giữa. Đấy. Chị Bích Thể này là để cái cam hơi thấp, chị Thể nhá. Cam chị Thể cao lên một tí. Đó. Nguyễn Loan cho người vào giữa, khổ thế nhỉ, cứ cho lệch. Mình ngồi lệch ra, mình ngồi lệch ra. Xoay cái cam ra. Sao cái máy tính của em nó hướng ở bên này? Hướng bên này thì em cứ kệ nó, cứ cho vào giữa, còn hướng nào kệ nó. Đây em cho vào giữa là nó như thế này. Đúng rồi, kệ nó. Cái quan trọng nhất là người ta nhìn thấy mình thế nào, chứ còn mình nhìn thế nào thì quan trọng gì đâu. Được không? Chứ thế này là bị lệch rồi đúng không thầy? Đến thế là đúng, mới là gần đúng. Em thêm tí nữa thì mới đúng. Nhưng mà em nhìn vào màn hình là em thấy nó bị lệch. Em nhìn thấy là kệ em, mọi người nhìn thấy em đúng là được.
Quan trọng nhất là mọi người nhìn mình thế nào chứ nhỉ. Rồi, ok không ạ? Đấy, đây là một cái tư thế tay để đào tạo cực kỳ quyền lực, cực kỳ quan trọng, đúng không ạ? Và mọi người sẽ gì ạ? Sẽ lắng nghe mình. Bởi vì sao ạ? Bởi vì sự tự tin của mình. Đó. Tất nhiên là cái sự tự tin nó không phải đến từ bên ngoài, nó đến từ bên trong. Cho nên chúng ta phải rèn luyện cả những cái gì ạ? Cả những cái ngôn từ, cả từ khóa, cả những cái gì ạ? Cả những cái thông tin mà chúng ta đón nhận được. Cái 80% ấy, cái 80% mà hôm trước mà chúng ta gì ạ? À, chúng ta đã học ấy, thì cái luyện là luyện tự tin là cái việc mà luyện 80% đó bằng gì ạ? Bằng cái việc đọc sách này, bằng cái việc nghe video này, bằng cái việc học tập từ những cái người giỏi hơn này, bằng cái luyện tập hàng ngày này, bằng cách cống hiến, bằng cách cho đi này. Đấy, thì đấy là cái lúc mà chúng ta rèn luyện cái 80% đấy của chúng ta dày lên. Ok không ạ? Nhá. Đó. Và để mà luyện tay ấy, anh chị em có thể học theo cái diễn giả hàng đầu trên thế giới. Ví dụ Huy thường học theo những cái diễn giả như là Tony Robbins hoặc là những cái người mà thành công. À, thì họ có cái động tác tay rất là hay. À, thì việc của mình đó là nghe họ diễn thuyết, sau đó mình nói theo. À, hoặc là những cái người mà diễn giả Việt Nam, ví dụ như thầy Phạm Thành Long, thì mình nghe họ diễn thuyết xong mình nói theo, đồng thời mình khua tay theo họ. Đây là cách học dễ nhất, nhanh nhất, đúng không ạ? Đấy, và đừng bỏ qua cái cách học này. Ok anh chị em. Và sau đây nữa thì Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cách để mà sử dụng cái biểu cảm trên khuôn mặt. Đấy, cái đầu tiên là về ánh mắt thì Huy đã hướng dẫn rồi. Mắt thì luôn luôn nhìn thẳng vào camera, thỉnh thoảng mình mới liếc lên nhìn những cái người ở trên cái khung hình của mình thôi. Đấy là cái về ánh mắt, đúng không ạ? Tiếp theo về nụ cười. Khi mà mình đào tạo ấy, mình vừa nói vừa cười, đấy chứ ạ? Mình vừa nói miệng mình vừa cười, nghỉ cái, khi mà mình không nói mình nghỉ cái là cái khuôn miệng của mình lúc nào nó cũng phải có cái nụ cười nhỏ nhỏ như này. Đấy, thì giống như là hoa hậu ấy, là họ hay thường là gì ạ? Ngậm cái bút này. Đấy, hoa hậu ấy họ ngậm cái bút này. Đấy, để họ gì ạ? Họ cười. Ừ. Đấy, lúc nào họ cũng ngậm bút này họ cười. Đó, cười đau hết cả cơ hàm luôn nhá. Ừ. Đấy. À, ngại rồi à, à, thì là sao ạ? Họ luyện như vậy trong vòng nhiều ngày, một ngày ấy, là họ phải cười khoảng độ 10 đến 12 tiếng. Một ngày họ phải cười 10-12 tiếng. Bất kể lúc nào máy chụp hình lia vào phát là họ cười. Còn nếu như mà họ lúc nào mà họ mỏi cơ miệng quá, họ đưa tay lên này, mỏi cơ miệng quá, đưa tay lên che miệng xong bắt đầu là gì ạ? Đấy. Để mà gì ạ? Để mà cơ miệng nó được thả lỏng ấy. Đó. Đấy. Đúng không ạ? Rồi, à, ngay bây giờ thì Huy sẽ có một cái game nhỏ nhỏ để mà anh chị em sẽ chơi cái game này. Đó là gì ạ? Đó là chúng ta sẽ chia hai đội. Và mỗi đội chúng ta sẽ được phát một cái bộ hình. Sau đó là chúng ta sẽ cùng nhau chụp những cái bức ảnh. Được chưa ạ? Cùng nhau chụp những cái bức ảnh để mà làm theo những cái hình đấy. Đây. Đây, đội số 1 sẽ làm 12 cái hình này. Đấy. Làm được không anh chị em? Để mà gì ạ? Để mà thể hiện cái biểu cảm trên khuôn mặt của mình. Mình nhìn vào những cái biểu cảm này, mặc dù mình không biết là cô ấy nói gì, không nghe được cô nói gì, nhưng mình biết được cái trạng thái cảm xúc của cô ấy, và mình nghe được cái thông điệp mà cô ấy muốn truyền tải. Đúng không ạ? Đấy, ví dụ như cái động tác như này. Đấy, hai động tác này. Đấy, hoặc động tác cười như này, cúi xuống cười như này. Hoặc động tác này. Đấy, ngạc nhiên và cảm thấy thú vị như này. Đấy, hoặc ngạc nhiên. Đấy, hoặc động tác này, quyết tâm nhưng mà hơi sợ một tí, đúng không ạ? Ừ. Động tác cười chế nhạo, ha 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 ha, được chưa? Đấy. À, khi mà chúng ta chụp ảnh ấy, là chúng ta hãy gọi là tạo ra tiếng động để làm gì ạ? Để nó phù hợp với cả cái biểu cảm của mình. Đừng chỉ có diễn theo cái hình ảnh mà như kiểu kịch câm, bởi vì cái biểu cảm của chúng ta nó đến từ cả những cái cảm xúc của mình, được chưa? Đấy, ví dụ như là mình cười,
đấy, ví dụ thế, hoặc là gì ạ, chụp ảnh này đấy, hoặc là gì ạ, cảm thấy biết ơn này đấy, lưỡi này đấy, hoặc là gì ạ, bất ngờ, đúng không, được chưa, đó. Thì bây giờ nhá, bây giờ chúng ta sẽ luyện tập trước nhá. À, bây giờ Huy sẽ chia hai đội cho các đội gọi là chơi. Anh chị em muốn chia hai đội đấu nhau hay là mình làm chung cùng với nhau? Làm chung à? Ok nhé, làm chung nhé, làm chung cho hay nhé. Ok. Nhưng mà làm chung mà có người nào mà không làm nhìn khó chịu lắm. Cái người nào mà không làm hoặc là tắt cam hoặc là rời vị trí thì mình sẽ mời ra ngoài nhé. À, cho anh chị em 2 phút để uống nước. Đó. Cho anh chị em 2 phút để uống nước. Ừ. Sau cái bài tập này anh chị em sẽ rất là tự tin khi mà chúng ta biểu hiện cái khuôn mặt của mình. Chúng ta không còn ngại khi mà chúng ta biểu hiện cái khuôn mặt mình ra nữa. Đó. Cái điều đấy là rất quan trọng, rất là cần thiết. Đó. Chúng ta có thể dùng cái biểu cảm này hoặc là một cái biểu cảm khác. Đây. Đấy. Đấy. Cười. Yeah. Hai tay nghe. Ừ. Suy nghĩ. À. Good. À. Mỏi quá. Ừ. À, tôi có một ý tưởng. Yes. Ơ, cái gì đấy? Ừ. Ừ, khó quá nhỉ. Ừ. Ok, được đấy. À, cái gì đấy? Ừ. Đúng không ạ? Đấy, thì tất cả những cái biểu cảm như vậy, chúng ta càng khi mà luyện tập ấy là chúng ta phải làm cho nó quá lên, cho nó mạnh lên. Đúng không ạ? Ok nhá. Rồi. Anh chị em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng giơ ngón tay sẵn sàng này. À, Đình Phương sẵn sàng chưa? Chị Giang Nam có ok không? Có làm được không? Không làm được thì rời khỏi Zoom bởi vì chị sẽ làm xấu đội hình, xấu khung hình. Rời khỏi Zoom, không không rời à? Không rời thì admin kích. Ở đây là Huy sẽ chụp ảnh những cái shot hình rất là độc đáo lạ lẫm của mọi người. Làm được không? Chị Giang Nam làm được không? Chị đang không làm, mình đang ở văn phòng mà nó tưởng chị ở văn phòng. Ờ thì đúng là hâm mà. Mình hâm thật mà. Sợ cái gì? Bây giờ một là chị vào phòng vệ sinh chị làm, hai là chị rời khỏi Zoom. Chúc chị may mắn lần sau. À. Ok nhá. Rồi, bởi vì sao mình tự nhiên có người không làm thì trông một cười lắm. Cả đội nó hâm, tự nhiên có thằng nó tỉnh trông nó không giống người. Ok nha. Rồi, bây giờ anh chị em bắt đầu làm nhà nhỉ. Huy xem màn hình thì xem màn hình nhá. Làm cái này cho dễ đi. Đây, làm này cho dễ. Được chưa ạ? Đầu tiên là cái dễ nhất này. À, cười tươi. Đấy, xong này. Ai chụp ảnh nhỉ? Phải có người chụp ảnh chứ. Ai có máy tính nhỉ? Để em chụp cho. Ờ. À, làm sao cho thu nhỏ cái. À, đây. À. Ok. Sao để nó rộng đấy. À, đây rồi. Rồi. Rồi nhá. Đầu tiên là gì ạ? Cười tươi này, háng miệng ra. À. Háng miệng ra, giơ ngón tay lên, giơ ngón tay cá lên. Good. Yeah. Mình nói vừa giơ ngón tay lên mình nói yeah nhá. Nào, thầy, một. Thầy ơi, cho ý kiến, thầy xem màn hình này thì em không chụp được ảnh của mọi người đâu. Ok, thế thì không xem nữa, thầy làm mẫu. Ok nhá, thế mọi người làm theo Huy nhá. Rồi nhá. Nào.
một hai ba khi mình giơ ngón tay lên là mình nói dê thì tự nhiên cái miệng mình nó sẽ rộng ra nhá. Mình hơi hơi cúi đầu xuống tí, hơi cúi mặt xuống tí và liếc nhìn camera nhá, chuẩn bị sẵn sàng chưa ạ? À, chụp xong phát nó biết là ai là làm nghiêm túc, ai không nghiêm túc, ai làm hay không làm biết ngay này nhá. 1 2 3 dê. Rồi là Đình Phương là chưa nghiêm túc rồi, là chưa máu rồi, làm thì làm đến nơi đến chốn thì làm thế là làm gì à, dạ. Hương Ngát cũng chưa làm này. Hương Ngát thì có làm được không, là không làm là cho out khỏi phòng Zoom nó đỡ xấu đội hình à. Bây giờ học thì về học đến nơi đến chốn, bảo là cái phòng khác mình có thể là học hay không học không ai quan tâm không ai biết, nhưng phòng Zoom này là phải học đến nơi đến chốn, học nghiêm túc, học tập trung, không tập trung được thì out luôn. Chứ đây cái phòng này là cần chất lượng nhưng không cần số lượng, càng ít càng tốt đúng không ạ? Đã vào Zoom là làm nghiêm túc không thôi. Đấy, cần chất lượng thôi, làm ra chất lượng thì thôi, chứ không mấy ngày sau bảo như ui học xong lớp chuyên gia đào tạo của ông Huy xong chẳng có thay đổi gì, chẳng có cái gì hay, ui vào đấy xong rồi thế này thế kia, mấy cái bọn hâm nên nó cứ làm đấy xong đầu đúng không ạ? Tự nhiên có mấy người họ thà không biết, họ không biết mình làm gì thì họ còn không dám nói gì, họ biết mình làm xong rồi họ không làm, xong họ quay ra họ nói là gì ạ, mình hâm đúng không anh em? Thầy ơi, xem ảnh á, xem mẫu của thầy thì chưa có ai làm đúng đâu, anh Thanh làm đúng mọi đâu, người sai hết. Xem nào. Rồi thứ nhất là Võ Đặng Thanh được 10 điểm này. Đấy, Lê Dung được 9 điểm này. Ngọc Mỹ được 9 điểm này. Tuyết Phong được 9 điểm này. À, Xuân Thủy là 9 điểm này. Bích Thể là 8 điểm. Đấy, Đình Phương là 6 điểm. Minh Khôi là 6 điểm. Hiền Thơm không giơ tay được 6 điểm. Cao Ngọc Tú 7 điểm. Võ Đức Khải Đức Khang là không, đang nhìn ảnh. Còn nếu mà lúc mà chụp ảnh mà mình không làm thì đấy là do mình thôi, đã hô là mình phải làm theo nhịp chứ đấy, đúng không? Đấy. Trần Phương thì không tính rồi, Thu Hà thì không có tay. Tức là mình thiếu tay thì mình phải đưa tay lên để cho tay nó lên màn hình, cho tay nó lên trên màn hình để mình nhìn thấy tay của mình, được chưa? Đấy, mình không nhìn thấy tay thì là coi như là không được. Mà đây là gì ạ? Là cúi xuống một tí, nhìn liếc ra, cười theo một kiểu rất là nham nhở một tí. Đấy, nó phải như thế, đúng không ạ? Anh chị em xem hình ở trong anh nhóm. Em nhìn mẫu thầy Huy á, Huy làm chuẩn luôn, chuẩn cái hình ảnh luôn, cứ nhìn theo mẫu như thế là ok. Rồi nha. Tiếp theo là một cái động tác là đánh. Thầy cho làm lại hình này đi thầy. Làm lại nhá, ok, làm lại hình này nhá. Rồi bây giờ Huy sẽ làm mẫu, sau đó là Huy sẽ nhìn anh chị em nhá. Nào, 1 2 3 dê. Nào tiếp tục đi, tiếp tục đi. Đức Khang đâu? Nào tiếp tục đi, tiếp tục giữ nguyên nào để Huy nhìn nào. Đấy, chị Phạm Nụ mới vào sau là không hiểu chuyện gì đâu mà. À, chị Giang Nam ok này. Đấy, Thu Hà cúi xuống nhìn liếc ngang. Cúi xuống nhìn liếc bạn đấy, nhìn cái kiểu là hơi đánh đá một tí như này. Đấy, nhìn liếc bạn đúng rồi. Đấy, Tuyết Phong làm rất tốt này. Đấy, chị Bích Thể nhìn vào cam, đúng rồi. Đấy, Xuân Thủy tốt này. Ô, anh chị em làm tốt đấy. Rồi, chụp ảnh là 1 2 3 cười tươi. Yeah! Chụp ảnh. Ok. Ok. Đấy, thấy chưa? Anh chị em ạ, không hề dễ một tí nào đâu. Anh chị em tưởng là dễ nhưng không hề dễ tí nào đâu. Rất khó đấy. Để mà mình có một cái biểu cảm cảm xúc mà một cái sinh động không hề dễ một tí nào, phải làm. Đấy cho nên là tại sao những người mẫu diễn viên người ta chụp ảnh ấy, mình thấy người ta có những shot ảnh rất là đẹp đúng không ạ? Nhưng người ta phải diễn cả ngày đấy mới ra được những cái hình ảnh như vậy. Đúng không ạ? Không hề đơn giản tí nào, cũng vất vả lắm. Cũng phải nỗ lực cố gắng lắm. Đấy cho nên là tại sao mà Huy rất là thích xem những cái hình ảnh bikini kiểu kiểu ấy. Mấy anh chị em, mấy anh em đều thích xem những cái ảnh bikini rồi các thứ đấy. Bởi vì sao? Họ phải diễn rất là công phu đấy. Mình học để làm gì ạ? Để học để mình diễn nha. Ok nha. Tiếp theo là gì ạ? Là một cái động tác khác. À, động tác này nha, để Huy xem nha, động tác này nha. Này, đưa tay như này. À, đưa tay như này nha. Đấy. À, như này, đấy, như này,
để tay ở chỗ răng này, chỗ miệng này. Đấy. Cười ra xong liếc sang bên cạnh này. Ý trời ơi. Nhìn, ui nhìn anh ấy đẹp trai thế. Ui. Nhìn cô ấy xinh thế. Trời ơi. Đấy, được không ạ? Nha, nào, thế nào. Ý, cười tươi ra nào, cười hết cỡ ra nào. Cười hết cỡ ạ. Ấy, thoải mái đi, đúng rồi, cười hết cỡ. Nhìn liếc sang bên cạnh, nhìn liếc sang bên cạnh, liếc sang bên cạnh. Rồi, đúng rồi. Rồi. Hương ngát làm lại là làm cho đúng đi, làm cho đúng, có mỗi cái việc làm cho đúng thôi mà cũng không làm được. Đấy, tay như này cơ mà, tay như này cơ mà, tay như này. Tay như này, tay như này, tay như này, nhìn là tay này, nhìn tay này. Đấy, nhìn tay này. Đưa hai cái khuỷu tay này vào chị Hương ngát. Đấy, đúng rồi, đưa hai ngón tay này ra, hai ngón tay trỏ đưa vào đây. Đấy, xòe cái bàn tay này ra để cho nhìn thấy hai ngón tay trỏ này. Đấy, đúng rồi, đấy, đúng chưa? Rồi, ok. Ổn rồi đấy, rồi. Đấy, ngồi cười hết cỡ xong liếc sang bên cạnh. Úi giời ơi, anh đẹp trai thế nhỉ. Em ba. Ui. Ok không ạ? Okay. Rồi. Cái này vẻ dễ hơn hay sao ấy? Dễ hơn, không phải dễ hơn mà mọi người quen rồi. Và đây là một cái bài học để giúp chúng ta vượt qua cái nỗi sợ hãi. Bởi vì đa phần mọi người không dám nói chuyện trước đám đông. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mọi người sợ rằng người khác sẽ đánh giá mình. Có đúng không ạ? Mọi người sợ rằng người khác bảo là gì ạ? Mình hâm, bảo là mình điên, bảo là mình dở hơi. Nhưng mà làm sao ạ? Những cái thằng điên ấy thì thường nó nhiều tiền. Cho nên là anh chị em không điên được, anh chị em không bao giờ nhiều tiền được. Đúng không ạ? Cứ điên đi rồi sẽ nhiều tiền. Ok không ạ? Đấy, vì vậy là đừng có ngại, đừng có sợ. Và khi mà mình làm những cái bài tập này xong ấy, thì lúc sau ấy thì mình không còn ngại, không còn sợ nữa. Và lúc đó cái biểu cảm của mình nó sẽ dễ dàng hơn. Không phải lúc nào mình cũng có biểu cảm như vậy. Nhưng mà khi mình tập luyện thì mình phải tập luyện quá lên. Tập luyện nhiều hơn cái thứ mà mình sẽ nói. Đúng không ạ? Thì lúc sau mình có cái nội lực. Cái này là mình chuẩn bị gì ạ? Chuẩn bị 80% cái bên dưới ấy. Được chưa ạ? Cái phần bên trên nó sẽ nổi lên dần khi mà mình có cái phần bên dưới. Và Huy đang hướng dẫn anh chị em để chuẩn bị cho anh chị em cái gì ạ? Cái phần 80% bên dưới. Không phải lúc nào mình cũng sâu 80% này ra. Cái này là cái 80% là cái bên dưới của tảng băng. Không phải lúc nào mình cũng sâu cái điều này. Không phải lúc nào mình lên sân khấu mình cũng như này. Đúng không ạ? Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà khi mà cần mình có thể làm được. Đúng không ạ? Không phải khi nào cần là mình sẽ gì ạ? Mình có thể là gì ạ? Cho nó xuất hiện ra được. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình đã vượt qua rồi. Mình đã trải qua rồi. Được không ạ? Rồi, tiếp tục nhá. Cái số 3 này. Cái số 3 đó là cái này dễ này. Đó là gì ạ? Quyết tâm. Quyết tâm. Yeah, quyết tâm nào. À, chị thể đâu? Chị thể. Nào, quyết tâm nào. Đấy, đưa cái tay vào trong màn hình. Chị Phạm Nụ, đúng rồi, đưa tay vào. Đúng rồi, đưa tay vào trong màn hình. Đấy, đúng rồi. Chị Giang Nam để tay thẳng lên, không là che mất mặt. Đúng rồi. Quyết tâm mà cười thật to nhá. 1 2 3. Yeah. Rồi, okay. Ok, rất tuyệt vời. À, thì đấy là gì ạ? Đấy là cái ảnh thứ ba. Cái này thì rất là dễ rồi, chúng ta làm hàng ngày rồi, đúng không ạ? Làm rất là bình thường rồi, đúng không ạ? Ví dụ như là khi mà chúng ta tập thể dục này, xong chúng ta yes, nhớ là chúng ta đã làm được cái động tác này rồi, đúng không ạ? Nhá. Rồi, cái động tác tiếp theo này, đó là động tác cười một cách gọi là sảng khoái, đúng không ạ? Ha 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 ha, ngẩng mặt lên cười một cách sảng khoái, mở miệng rộng ra. Đấy, thậm chí là giơ tay ra cười ha 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 ha, được không ạ? À, nào nhá. Rồi, chuẩn bị này. 1 2 3 ha 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 ha. Ha. Nào, phát ra âm thanh đi. Ha ha. Phát ra âm thanh đi anh em ơi. Ha ha. Đúng không ạ? À, anh chị em thấy vui không ạ? Đấy, học vui thế, đúng không? Rồi, một động tác tiếp theo này. Đó là động tác ngạc nhiên. Ồ. Đấy nhá, anh chị em nhá. Đưa hai tay. Ồ. Mặt tròn, mũi miệng tròn, mắt chữ O miệng mồm chữ O ấy. Miệng mắt chữ O mồm chữ O ấy, được chưa ạ? Nào, 1 2 3. Ồ. Anh
thì chưa được. Như thầy Huy kìa, nhìn thấy Huy kìa. Như anh Thanh kìa, ok. Chị nụ ngạc nhiên hơn tí nữa là chị Nguyễn Loan ngạc nhiên hơn tí nữa là. Không phải a, không phải há cái miệng to a mà nó ồ. Miệng nó tròn lên. Mình phải mình phải phát ra cái âm ấy thì mình cái miệng nó mới chuẩn được. Nào, phát ra cái âm là 1 2 3 ồ. Được chưa? Ok. Ok. Quý đấy. Ồ. Rồi. Tiếp theo nhé. Tiếp theo là gọi là mình suy nghĩ. Suy nghĩ. Suy nghĩ. Câu mày mà suy nghĩ. Mình hay suy nghĩ thì mình hay nhìn ra xa và ngước lên. Đấy. Nhìn ra xa và ngước lên. Đưa vào trán đừng đưa vào đầu, đưa tay vào trán, đưa tay vào thái dương. Đấy, đưa tay vào thái dương. Đấy, ngước lên, nhìn ra xa và ngước lên. Thường mọi người sẽ nhìn sang bên trái khi mọi người suy nghĩ về cái điều gì đó và mang tính chất về quay về một tư hướng duy. Đi, bên trái hết. Quay hết sang bên trái, quay hết sang bên trái, bên trái, bên trái. Bên trái. À, bên trái của mọi người thì là bên phải của Huy. Chị Thương Nga là quay bên trái, Hương Nga là mình chỉ quay kiểu chị Nguyễn, chị Thạm Thơm, chị Ngọc Tú quay bên trái, quay bên kia, chị Tú quay bên kia, ngược lại cái bên, đúng rồi. Chị Thơm ngược lại cái bên chị đang quay, ngược lại cái bên chị đang quay. Không. Tay đổi tay, đổi tay. À ok ok. À, chị Nụ ok. Rồi. Ok nha, chị Đăng Nam ok. Nào chuẩn bị nào, câu mày một tí, nhăn nhó một tí, suy nghĩ phải nhăn nhó chứ không được cười. 1, 2, 3. Ok. Rồi, một cái động tác nữa, đấy là động tác mình cảm thấy tức giận. Rồi, tức giận nha. Nhìn thẳng vào camera này, là nhìn thẳng vào camera này, đưa hai tay lên này, cảm thấy tức giận này. Như rồi thì bị đánh nhau ấy. Nào. Chưa ai làm được thế. Nhấn cái răng này. Đang ngạc nhiên quá. Nhấn cái răng này. Chuẩn bị đánh nhau ấy. Đấy, đúng rồi. Đây là biểu diễn thôi anh chị em nhé. Không cần phải mình phải đánh nhau với ai hết, được không ạ? Mình biểu diễn thôi, đúng không ạ? Mình cần phát nào mình lôi cái cảm xúc đấy ra để mình biểu diễn thôi, nhớ chưa? Ok không ạ? Nào, đã chưa? Sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Trần Phương chỉnh nhá, Trần Phương chỉnh nhá. Đang làm chưa này? Ok chị Loan, ok rồi. Chị Ngọc Tú tức giận hơn một tí nữa. Chị Bích Thể không biểu cảm gì thế. Nhân lên răng ra. Chị Minh Khôi. Nhân lên răng nào. Nghe cái răng nào. Phạm Nộ, Hương Anh biểu cảm hơn. Nhân cái răng nào. Nhân lên răng nào. Tức giận nào. Tay, tay nó phải gồng lên. Tay chân mình gồng lên, đừng có cầm như. Chị Bích Thể gồng lên. Nhân răng đúng rồi, Tuyết Phong làm rất tốt. Đúng rồi, đúng rồi. Anh Khang. Rồi. Anh Khang. Okay, đúng rồi. Chụp nha. 2, 3. Yeah. Ok. Anh em thấy không ạ? Đôi khi ấy, là mình tức giận ấy mà mình không xả ra được ấy, là mình làm cái động tác này là mình cũng xả được nhiều phết đấy. Ok không ạ? Rồi. Một cái động tác nữa nha. Đấy là một động tác một cái gọi là tìm ra một ý tưởng. Đã có một ý tưởng mới. Được không ạ? Nào, giơ tay lên nào. Nào, 1 2 3 là mình nhớ là phải phát cái âm ra nhá. Mình phát cái âm ra thì cái biểu cảm khuôn mặt của mình nó mới giống. Chứ mình nghĩ thì làm sao ạ? Mình không phát ra cái âm ấy thì cái biểu cảm của mình nó không giống đâu. Đấy. Nào nhá. 1 2 3. Em chỉnh nha, để em chỉnh là A là ok nha, chụp nha. 2, 3. Ok, rất tuyệt vời. Rồi. 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 Một biểu cảm nữa sẽ rất là đáng yêu, rất là thú vị. Đó là gì ạ? Chúng ta lại động tác như này. Nhưng mà chúng ta hãy cười một cách gọi là gì ạ? Âu yếm. Cười âu yếm. Đúng không ạ? Hãy cười mỉm và cười một cách âu yếm như kiểu mình đang cầu nguyện, đang biết ơn
đang cầu xin ai đó một cái điều gì đó, đúng không ạ? Nào. Nguyễn Hoa đang đâu? Hãy cười một cách âu yếm này. Đấy, hãy nhìn thẳng vào camera và giống như là nhìn vào mắt người yêu á. Đấy, mình đang muốn mong muốn một cái điều gì đó, thỉnh cầu cái điều gì đó, xin một cái điều gì đó từ một đấng tối cao, hoặc là muốn người yêu mình cho mình một cái điều gì đó mà mình mong muốn. Đấy, kiểu kiểu vậy. Đấy, hãy cười một cách nhẹ nhàng. Đấy ạ. Ừ. Ok nha. 3, 2, 1 phải cười nha. 3, 2, 1. Ok. Ok chưa? Rồi. Và một cái động tác cuối cùng. Một động tác cuối cùng. Mấy động tác khó thì làm hết rồi. Đấy, còn cái động tác dễ, ngạc nhiên, thú vị, bực bội, nóng giận, ý tưởng. Một cái thái độ mang tính chất là mà khinh thường, coi thường. Nhích cái mép này, nhích cái mép này. Mặt cau có. Tức là kiểu rất là khó chịu. Nhìn này, nhìn cái mặt này. Đúng rồi, Cao Ngọc Tú làm rất tốt. Đúng rồi, tiếp tục. Khó chịu. Thì Minh Khôi chưa được, Minh Khôi chưa có biểu cảm. Mình biểu cảm đi nào, Đức Khang. Bạn nụ chưa biểu cảm. Không biểu cảm được, còn lâu mới làm được. Cứ sợ à, Minh Khôi à, còn lâu mới làm được. Còn lâu mới nói được. Làm đi, sợ cái gì? Ở đây toàn người hâm thôi, mình hâm nữa thì không sao đâu. Toàn hâm, sợ cái gì? Hâm ở với hâm. Hâm thì ở với hâm chứ lo gì. Nào, lại nào. Đây là coi thường những cái người nào mà không làm. Phạm Nụ biểu cảm mặt. Biểu cảm mặt đây nào. Mặt phải quan trọng. Anh Đức Khang biểu cảm mặt nào. Chị Thu Hà biểu cảm còn đang đẹp lắm, phải xấu cơ. Đang có người bên cạnh nó sợ xấu hổ. À, thế à? Xấu hổ. Chị Minh Khôi chưa tí biểu cảm là chị Thơm nào. Minh Khôi đuổi con ra ngoài. Đấy, cho con ra ngoài, đuổi ra ngoài. Nào, lại 1 2 3 nào. Chị Nụ đâu biểu cảm nhếch mép cho nào. Hương Nga đâu nhếch mép cho nào. Nào. Nhếch mép. Nụ nghiêm túc. Nào. Bắt đầu nhá. Mỏi quá. 1 2 3. 2 1. Ok. Ngoài chưa anh chị em? Ngoài chưa? Rồi, bây giờ động tác động tác này là động tác thư giãn này, động tác cuối cùng này. Đó là động tác thả tim. Đấy, thả tim. Thả tim, tim bên trái, tim bên trái. Thả tim. Được ạ, thả tim. Đấy, thả tim và cười thật tươi, thả tim và cười thật tươi. Đấy. Đấy. Hiền Thơm là thả tim bé cũng được. 3 2 1. Chị Giang Nam, chị Giang Nam. Loan chưa nhìn thấy tim đâu, tim cao Giang Nam. Một chút. Chị Thúy tim cao một chút thì nhìn nửa tim cũng được. Hiền Thơm nửa tim cũng được. Đúng rồi. Đúng rồi. Ok. Rồi. 3 2 1. Ok. Rồi, ok, cảm ơn anh chị em. Ok nha. Thì đấy là chị anh chị em Nam bảo chị bị sếp phát hiện rồi. Ông có đuổi việc chị không? Đuổi thì bảo là để em đi làm đa cấp. Thì đang làm đa cấp, đang là bảo hiểm thôi còn gì nữa. Chẳng qua là xấu hổ thôi chứ đuổi làm sao được chị Giang Nam. Chị Giang Nam chị vừa đi 6 tỉnh, đi đào tạo 6 tỉnh, mỗi ngày cho chị có 200.000 bỏ. Nếu mà sếp nói thì bảo là ai bảo sếp cho em đi 7 tỉnh cho em thấy hâm hâm. Đi một ngày thế được một buổi đào tạo được có mấy trăm nghìn. Ôi, đi đào tạo thế một buổi 10 triệu. Ok, thì anh chị em thấy sao ạ? Sau khi mà học về cái ngôn ngữ về tay và ngôn ngữ về biểu cảm. Đấy, thì ở đây thì chúng ta học lý thuyết thì không nhiều, nhưng mà chúng ta sẽ thực hành và sẽ trải nghiệm những cái thực tế để làm gì ạ? Để mà chúng ta có những cái biểu hiện nó vượt quá cái mức thông thường. Đấy, đúng không ạ? Rồi.